Ờ, con ốc bu vàng gì bằng cùm tay vậy trời? Quá trời cá cá lên tiền bự. Ồ, chị lên con cá chép vàng này. Quá to nè. Cá thắt lát nè. Dạ, chỗ không cá phi, cá phi cá phi bạch tạng. Màu trắng vậy. Ồ, cá gì đấy? Cá gì đấy? Đó, 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 cá phi bự, cá phi bự, cá phi bự. Cá phi khủng. Ồ, ồ, cá phi khủng mọi người ơi. Quá trời bự rồi. Kìa. Khủng ghê vậy á. Đó, dính nóc nhóc hết trơn à. Hai cái ngục lố này dính ốc, nó là ốc bu bu đen với có ốc bu vàng nữa. Nhóc ốc luôn nè. Trời ơi, có con ốc bu vàng gì bằng cùm tay vậy trời. Trời, con ốc bằng cùm tay luôn kìa. Cái đầu là không nổi rồi. Đó không được rồi, cái đó phải thọt ngay cái hôm móc ra luôn. Nó mắc cái gai. Cái dầu quá trời to luôn kìa. Cái dầu cũng, cái dầu cũng. Này trắng. Màu trắng, cá liềm kềm luôn. Ồ, ôi, cá liềm kềm bự. chú, cho con mượn con cá liềm kềm đi. Ngay tay chú rồi, đó ơi. Cá liềm kềm quá là bự rồi. Rồi, quăng đã lên. Có giờ đủ rồi. Quá trời cá, cá liềm kềm bự. Ồ, chị lên con cá chép vàng này. Quá to nè. Đó, 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 sắn vô xuồng rồi đó. Đó chưa? Sắc lát, sắc lát. Đó, 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 rồi, 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 tới đắng rồi. Chú ơi, chú ơi. Đúng. Hai con mày bên này nữa mày. Bên này con bự lắm. Cái này không lại về kia rồi. Này nặng nè quá, chụp lại đâu kịp. Ố kìa, cái xuồng quá kìa. Đó, 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 đó. Chạy luôn rồi. Lên. Ồ, ồ, cá phi khủng, cá phi khủng. Quá trời bự luôn rồi. Vô cá lóc khủng à. To mọi người. Cá lóc mà nó thường trốn trong mấy cái cỏ đó. Nó chuối trong hay lắm. Thường dính lươn á. Thấy không? Biết lươn lắm mà. Một con lươn. Lên này, lên cá chép to. Nãy kéo qua quận rồi cho nên giờ còn cũng không nhiều cá mọi người. Còn nhiều bằng nãy. Kèm đã đem đó rồi đó, sao lái đó vậy đó.
Trong cái lỗ đó có con cá gì á? Ờ, vô cá khủng trong cái lỗ đó rồi chú. Cá khủng trong cái lỗ đó. Bấm cho nó dính vô trong luôn, từ từ bấm vô liền. Bấm cho còn gãy cái gai được rồi, cho nó dính vô miếng thịt cho nó mang ra. Dạ, trong cái lỗ đó có con cá gì trong đó đó. Cá rô phi. Cá rô phi, cá rô biển. Cá lóc hay vậy? Đó, 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 con cá kìa. Đó, lên cá thi khủng. Con cá thi quá thì bự luôn. Cá gì bự quá kìa. Dính nè. Đó. Một phi. Bà đâu luôn mày ơi. Đổ ba luôn đi, cái đụng tao bạt tao nghĩ vậy đó. Đó. Cái tốt này. Cà phê, cà phê. Xuống dõi được rồi nè. Cái thằng ngồi dâu nó đụng cái sóng xíu. Nó mất dằn dò, dằn dò, dằn xuống. Chim. Không phải xuống đây là ngồi không luôn nha, phải thẳng xuống á, hai ba người á. Thấy vô bao thì thấy bắt chứ, thấy vô bao cho đi cầm. Tôi dằn xuống á, ông đóng mặt cái liền vô thấy không? Nè, đụng mau lấy bao ông xuống, đụng bao đó, bỏ xuống lái đi. Thì phải rồi, im mày. Cái tao bắt vô đây. Trời ơi, lần trời. Dằn xuống. Có nó bóng lụm cái bóng bỏ vô thùng đó không? Ừ. Cái nó nhỏ bỏ thùng luôn ha vậy. Nè nó kìa, cá kìa. Không. Bắt nó đi vô đi mày. Không có bao nước lên trời. Đó đâu chảy đâu. Chảy. Chảy luôn nè. Chảy gì không chảy. Chảy gì. 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 Chảy cá chép nên con cá chép quá thì to cá chép dữ đó chú. Lên lên cá mè, cá mè mè trắng quá trời bự luôn. Bờ biển ô cá dồ bự, cá dồ bự. Cá dồ khủng, cá dồ khủng. Ô còn chạy được, còn chạy được. Có phi bự kìa. Có phi khủng quá. Còn chạy, còn chạy luôn kìa. Còn chạy kìa. Lại xuống đâu đây?
Tôi thấy này bữa đây sao kỳ vậy đó nha. Thấy này bữa đây làm gì không được xuyên không rồi. Còn hả? Bỏ xuống sau lái á, bỏ vô mình ngồi á. Không, để con đâu có gì gọng đâu, để đại trong vỏ đi, hồi sống đi vô ba, à, bỏ đó cho nó sống đi, à. Mà mấy con đó có nước là nó sống như vậy, trời ơi, cà phê bịch tạng màu trắng vậy. Điện hả? Ừ. Nó trắng tư luôn kìa. Quá trời ơi.